Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Bản đồ Việt Nam thiếu tỉnh Hà Giang và chuyện bán đất, nhượng biển của Cộng sản. Chuyện lãnh đạo Việt Nam cắt đất, nhượng biển cho Trung Quốc không có gì mới mẻ. Từ năm 2001, dư luận trong và ngoài nước đã bàn tán sôi nổi về bản hiệp định biên giới trên bộ và hiệp định phân định vịnh Bắc Bộ giữa Việt Nam và Trung Quốc. Khi hai nước Việt Nam và Trung Quốc tổ chức cắm cột mốc bắt đầu từ Quảng Ninh sát biển và đi dần về phía Tây. Dư luận bất ngờ khi thấy cột mốc của Ải Nam Quan ngày xưa sau đổi thành Hữu Nghị Quan đã không còn ở vị trí cũ mà bị đẩy lùi sâu vào nội địa Việt Nam đến vài cây số. Như vậy, câu đất nước ta liền một dải từ một Nam Quan tới mũi Cà Mau đã không còn đúng nữa. Và đây là hình Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm. Ngày 4 tháng 9 năm 1958, chính phủ Trung Quốc đơn phương đưa ra tuyên bố quy định lãnh hải của Trung Quốc là 12 hải lý, tức là bao gồm cả các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam. Vậy mà chỉ 10 ngày sau, ngày 14 tháng 9 năm 1958, cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa đã vội ký văn bản ghi nhận và hoàn toàn tán thành bản tuyên bố nói trên. Đây chính là cơ sở pháp lý để Hải quân Trung Hoa đánh chiếm toàn bộ quần đảo Hoàng Sa vào tháng 1 năm 1974. Và sau đó là đánh chiếm nhiều đảo đá ngầm của Việt Nam trong quần đảo Trường Sa vào tháng 3 năm 1988. Đó là chưa kể đến tình trạng hiện nay, chính quyền buông lỏng quản lý để cho người Trung Quốc sở hữu vô số đất đai dọc bờ biển ở khu vực miền Trung, trong đó có cả các vị trí trọng yếu về vấn đề an ninh phòng thủ quốc gia. Quốc hội Việt Nam từng chất vấn Bộ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư Nguyễn Chí Dũng về 162.000 hectare đất người Trung Quốc đang sở hữu, nhưng vẫn chưa có câu trả lời là một minh chứng. Nguồn tin nội bộ của Thời báo chấm de mới tiết lộ một tin động trời, đó là chính quyền Việt Nam đã thỏa thuận nhượng tỉnh Lào Cai cho Trung Quốc. Đổi lại, Trung Quốc sẽ đầu tư 2 tuyến đường sắt là tuyến Côn Minh đến Lào Cai, Hà Nội đến Hải Phòng và tuyến Bắc Luân, Móng Cái, Hải Phòng và Hà Nội. Và đây là hình bản đồ Việt Nam không có tỉnh Hà Giang. Theo giới thạo tin, thực chất, cuộc đổi chác này có liên quan đến vấn đề đất hiếm, việc đầu tư 2 tuyến đường sắt chỉ để đánh lạc hướng công luận. Chúng tôi chưa có điều kiện để kiểm chứng thông tin này. Ngày 1 tháng 9, báo Thanh Niên đưa tin MG Việt Nam dùng bản đồ thiếu tỉnh Hà Giang, dân mạng không tin là sự cố. Bản tin cho biết hãng xe MG sử dụng bản đồ Việt Nam để quảng bá sản phẩm, nhưng lại thiếu khu vực tỉnh Hà Giang. Điều đó đã vấp phải làn sóng phản ứng dữ dội của người Việt trên các nền tảng xã hội. Nhiều cư dân mạng phản ứng dữ dội khi cho rằng đây là một vụ việc nhạy cảm, có chủ đích liên quan đến chủ quyền quốc gia, chứ không hẳn là sự cố hay nhầm lẫn. Nhiều ý kiến nghi vấn và cho rằng tìm một cái bản đồ thiếu tỉnh Hà Giang còn khó hơn lên trời, vậy mà cũng làm được. Công luận đã lên tiếng kêu gọi mọi người cần cảnh giác trước những động thái liên quan đến chủ quyền quốc gia, trong bối cảnh mối quan hệ Việt-Trung có nhiều dấu hiệu không còn nồng ấm như thời Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Và đây là hình cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch Tập Cận Bình. Có thể khẳng định những hành vi nhượng đất, bán biển hay bán nước xuyên suốt kéo dài hàng chục năm dưới chế độ Cộng sản là những hành động có tính toán kỹ lưỡng mà mục đích chỉ vì quyền lợi cá nhân và phe nhóm. Những kẻ bán nước kia vẫn còn ngồi chõm chệ trên ghế quyền lực để phản dân hại nước như Trần Ích Tắc, Lê Chiêu Thống. Mặc dù đảng cố gắng bưng bít bằng cả hai bàn tay nhung và sắt, nhưng tiếng đồn vẫn âm ỉ và có nguy cơ bùng lên thành một làn sóng phản đối. Công luận khẳng định, thúng không úp nổi vòi, mọi bí mật rồi cuối cùng sẽ được bạch hóa trong một ngày không xa. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Bản đồ Việt Nam thiếu tỉnh Hà Giang và chuyện bán đất, nhượng biển của Cộng sản. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời báo chấm de để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Liệu ông Putin có bị bắt giữ khi đến thăm Mông Cổ hay không? Ngày 31 tháng 8, AFI tiếng Việt loan tin Tòa án hình sự quốc tế và Ukraine yêu cầu Mông Cổ bắt giữ Tổng thống Nga Putin. AFI cho biết, ngày 30 tháng 8, Tòa án hình sự quốc tế và Ukraine đã yêu cầu bắt giữ Tổng thống Nga Vladimir Putin khi ông đến thăm Mông Cổ. nhưng Điện Kremlin tuyên bố không hề lo ngại. Theo đó, Tòa án Hình sự Quốc tế vào tháng 3 năm 2023 đã phát lệnh bắt giữ Tổng thống Putin với cáo buộc đã đưa nhiều trẻ em Ukraine sang Nga. Cho tới nay, Moscow vẫn không công nhận tòa án này đã bác bỏ cáo buộc đó. Và đây là hình bản tin trên AFI. Theo AFI, lần đầu tiên kể từ có lệnh bắt giữ nói trên, vào thứ Ba tuần tới, ngày 3 tháng 9, ông Putin sẽ đến thăm một quốc gia thành viên của Tòa án Hình sự Quốc tế, đó là Mông Cổ. Với tư cách là nước tham gia quy chế Roma thành lập Tòa án Hình sự Quốc tế, Mông Cổ có nghĩa vụ hợp tác với định chế này, tức là có nghĩa vụ phải bắt giữ Tổng thống Nga. Bộ Ngoại giao Ukraine cũng đã thúc giục chính quyền Mông Cổ chuyển giao ông Putin đến trụ sở của Tòa án Hình sự Quốc tế ở La Hi, Hà Lan. Nhưng AFI dẫn hãng tin AFP cho hay, tuyên bố với các nhà báo, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov khẳng định không có gì đáng lo ngại vì chúng tôi đối thoại rất tốt với những người bạn Mông Cổ của chúng tôi. AFI cũng cho biết, khi một quốc gia thành viên không thực hiện các nghĩa vụ đối với Tòa án Hình sự Quốc tế, tòa án này có thể đưa vấn đề ra cuộc họp các nước thành viên được triệu tập mỗi năm một lần. Nhưng nếu Tòa án Hình sự Quốc tế có trừng phạt, thì đó cũng chỉ là khiển trách bằng lời nói, chứ không phải bằng văn bản. Vẫn theo AFI, trong quá khứ, nhiều cá nhân bị Tòa án Hình sự Quốc tế phát lệnh bắt giữ, như nhà cựu độc tài Sudan Omar từng đến các nước thành viên của Tòa án Hình sự Quốc tế mà không gặp rắc rối gì. Tuy vậy, từ gần một năm rưỡi nay, Tổng thống Putin đã tránh đặt chân đến một số quốc gia. Chẳng hạn, ông đã không đến dự thượng đỉnh của nhóm BRICS ở Nam Phi vào tháng 8 năm 2023 và thượng đỉnh nhóm G20 ở Ấn Độ vào tháng 9 năm 2023. Và đây là hình Tổng thống Nga Putin. Cần nhắc lại, Tòa án Hình sự Quốc tế đã ban hành lệnh bắt giữ đối với Tổng thống Nga Vladimir Putin và bà Maria, Ủy viên về quyền trẻ em tại Văn phòng Tổng thống Liên bang Nga vào ngày 17 tháng 3 năm 2023 với cáo buộc về việc trục xuất và chuyển giao bất hợp pháp trẻ em từ các khu vực của Ukraine bị chiếm đóng sang Liên bang Nga trong cuộc xâm lược Ukraine của Nga. Đây là lệnh bắt giữ đầu tiên chống lại nhà lãnh đạo của một nước là thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Sau lệnh bắt giữ trên, 123 quốc gia thành viên của Tòa án Hình sự Quốc tế có nghĩa vụ giam giữ và giao ông Putin cho tòa án nếu ông đặt chân lên lãnh thổ của họ. Theo một bản tin trên VOA tiếng Việt vào tháng 3 năm 2023, một báo cáo của nhà nghiên cứu ở Đại học Yale cho biết, Nga đã giam giữ ít nhất 6.000 trẻ em Ukraine tại các địa điểm ở Crimea, bán đảo của Ukraine, mà Moscow đã chiếm và sát nhập vào năm 2014. Báo cáo xác định ít nhất 43 trại và các cơ sở khác, nơi trẻ em Ukraine bị giam giữ, là một phần của mạng lưới có hệ thống quy mô lớn của Moscow điều hành kể từ cuộc xâm lược Ukraine vào tháng 2 năm 2022. Theo các công ước quốc tế, việc lưu đày trẻ vị thành niên bị coi là tội ác chống lại loài người, như Công ước Geneva năm 1949 về bảo vệ thường dân trong thời chiến, Công ước Liên Hợp Quốc về quyền của trẻ em, Công ước 1948 về việc phòng ngừa và trừng phạt tội ác diệt chủng và Công ước bảo vệ quyền con người và các quyền tự do cơ bản. Hiện nay, một số quốc gia đã chính thức công nhận các sự kiện diễn ra ở Ukraine là một cuộc diệt chủng do các lực lượng Nga gây ra. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin "Liệu ông Putin có bị bắt giữ khi đến thăm Mông Cổ hay không?". Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời báo chấm de để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới.